Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì tối hôm qua có Barca đá với Sevilla thì Sevilla trận trước Barca với 2-1, nhưng đêm đó là một đêm tỏa sáng của Lionel Messi với một pha hat-trick với một kiến tạo cho Suarez. Nên vì vậy video này mình sẽ đá với Sevilla nha. Mình sẽ không đá đâu, mình nghĩ đá thì mình sẽ ăn thôi, mình sẽ đá Valente cho nó hên xui nha. Ok, mình sẽ sắp xếp đội hình. Tối hôm qua Messi tỏa sáng, mình sẽ thay cho Messi vô Suarez nữa chứ. Coutinho, Suarez đâu ta? Này Suarez đâu? Ok, mình sẽ đá với Busquets. Thêm Busquets vô đã nha. À giờ Busquets đâu ta? Sao tiền ngoại không thấy ta? À thấy rồi. Iniesta vô xây cho James Rodriguez nha. Cái cầu thủ nào của Barca đây đâu? Origi nha. Trời Origi đá luôn. Chắc kích thích nữa quên. Rồi ok, mình sẽ đổi cái này chút. Messi đội trưởng đá phạt. Fanti. Iniesta xuất cái này. Này xuất cái này. Nó bị lát sao đấy. Thôi không kể nó nha, mình sẽ vô trận và mình sẽ đá penalty thôi nha. Mình sẽ vô, mình sẽ tạm dừng. Ok chứ. Mình sẽ kiếm cho nó đá qua. Và bây giờ trận đấu của Sevilla, trận đấu đang trực tiếp bắt đầu. Ok Messi, chắc cầu thủ của Sevilla. Rồi bên Sevilla với chiến thuật là 4-2-3-2, nghiêng về tấn công thì phải. Còn bên này thì chiếc với chiến thuật là 4-3-3 với 3 tiền vệ với 3 tiền đạo. Ok, hai đội trưởng của họ đang bắt tay. Yes. Ok các bạn ơi, mình đã ra xong. Và đây là màn đá penalty của mình và Sevilla nha. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu. Hình như cái này là vòng tứ kết thì phải đấy. Chuẩn bị, mình bắt đầu nè. Lượt sút đầu tiên là của Lionel Messi nha. Lionel Messi trận này đá thì ghi được 3 bàn với một cái kiến tạo cho Suarez. Mình cũng đá như vậy luôn. Sút. What? Mới quả penalty đầu mà xui xẻo gớm. Rồi, đợi ra cản phá. Wow. Mình đã bị thua một trái rồi, tiếp tục là đợi ra cản phá lại. Wow, trời. Mới đầu mà mình đã thua hai cái rồi, Suarez. Lần sau mình sẽ không cho Messi đá đi đâu. What? Rồi, tất cười gớm. Suarez cũng hụt luôn. Coutinho mà hụt trong, Coutinho mà bị lỡ quả này thì mình cũng thôi luôn đó. Shoot. Yes. Mình chỉ thua họ hai cái thôi. Có thể lội ngược dòng được. Ok số 7. Yes. Giờ mình chỉ còn thua họ có đúng một cái thôi. Yes. Mình đã bằng họ rồi. Mình đã cảm phá ngang họ rồi. Ok. Lực suất của mình nữa này. Cảm phá đi con. What? Trời ơi, xui không bay. Đây là quả penalty thứ tư của mình. Thứ năm của mình, mình sẽ không để hụt đâu. Busquets. What? Trời ơi, thủ môn này hay gớm vậy. Rồi, mình đã thua Sevilla và cầu thủ hay nhất trận đó là Lionel Suarez. Rồi, ok. Trời ơi, thủ môn nó hay quá. Cản phá được 4 cái của mình. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye. Whoa. Come on guys, subscribe right now.